Mời các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7. 7 món trong một cái combo Burim siêu cay của nhà Cascade. Và điểm đặc biệt của combo này đó chính là bánh tráng siêu gạo. Công thức để sản xuất bánh tráng này đó chính là 80% gạo và 20% mì. Công thức này sẽ cho ra một loại bánh tráng phơi xương thơm hơn, dẻo hơn, mềm hơn và ngon hơn rất là nhiều loại bánh tráng phơi xương khác có mặt trên thị trường. Trong combo Burim siêu cay này, ngoài cái điểm đặc biệt là bánh tráng siêu gạo ra thì chúng ta còn có thêm một chai sốt tắc, một chai ớt rim, một hũ tóp mỡ mắm tỏi, một hũ rút tép và hai chai bơ béo. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cái cách để ăn combo này làm sao cho ngon nhất nhé. Đây là chai ớt rim và đầu tiên các bạn sẽ trộn cho mình ớt rim và bơ béo theo tỷ lệ là 1:3. Một ớt rim và ba bơ béo. Nếu bạn nào muốn ăn cay hơn thì có thể tăng tỷ lệ ớt rim lên nhé. Combo này mình mua cả tuần rồi nhưng bây giờ mới có thời gian bóc ra ăn. Cứ sợ bánh tráng nó bị cứng nhưng mà bẻ bẻ thì thấy vẫn còn dẻo các bạn ạ. Wow, bóc rất là dễ dàng. Học theo kinh nghiệm trên mạng là bóc bánh tráng nếu nó không bung ra thì nó còn dẻo và ngon nha. Sau đó các bạn cho các loại topping vào bánh tráng rồi cuốn lại. Mời các bạn nhé. Cách thứ hai thì đơn giản hơn, các bạn chỉ việc bóc bánh tráng ra và sau đó cho tất cả các loại topping vào, sau đó cuốn lại và ăn thôi. Mời các bạn. Ăn rồi mới biết tại sao các bạn nữ lại mê mẩn cái bánh tráng phơi xương của nhà Cascade đến như vậy. Thực sự mình ăn mình cảm thấy khá là cuốn và đặc biệt là ăn nhiều cũng không bị ngán nha. Và đây là một trong những cái combo mà mình nghĩ rất là đáng để trải nghiệm. Các bạn muốn mua thì hãy click vào link phía bên dưới nha.